luôn. Tới đây là phải là hẹn giờ trước, nếu không đó là sẽ không có cho bạn tham quan đâu. Mà bây giờ mọi người sẽ cùng đi vào trong cùng với em để tham quan nhà của tổng thống như thế nào nhé các bạn. Và tới đây thì mình đã hẹn giờ trước rồi thì mình mới vào tham quan được. Và đây là căn nhà của tổng thống, căn nhà cũ nha cả nhà. Hiện tại thì đã dời đi chỗ khác rồi. Đây là căn nhà cũ của tổng thống. Mọi người tới tham quan thì cũng không có được đông nhiều đâu. Lúc trước á, lúc mà mới á, là người ta tới rất là đông luôn. Còn bây giờ thì cũng bớt rồi, nhưng mà vẫn còn đông nè. Xung quanh đây cả nơi, nhà vệ sinh thì nằm ở mép bên tay trái. Và em sẽ đi vào trong để mà tham quan. Đây là phía ngoài của tổng thống. Đây tất cả mọi người đều là mang cái bao đó vào trong đôi giày của mình, đôi dép của mình hết rồi mình mới được đi vào đây. Rất là đẹp luôn nha cả nhà. Đây là ba bộ bàn ghế mà để cho khách nước ngoài, khách mời được tới để mà tham quan hoặc là bàn luận chuyện nước. Xung quanh là những cái cây cảnh đẹp lắm cả nhà ơi.
ai cũng muốn một lần tới đây để mà tham quan dinh tổng thống như thế nào chứ. Để một thời gian nữa thì chỗ này sẽ cấm, không có cho vào, bởi vì dinh tổng thống đã dời đi chỗ khác. Nên là một vài tháng nữa thì chỗ này sẽ cấm, không có cho vào. Nên mọi người tranh thủ tới đây để mà chụp hình hoặc là tham quan cho biết. Chứ để cấm rồi là không có ai tới đây được nữa. Giờ là cái khu phía sau của dinh tổng thống nha cả nhà. Hồi trước đó, ông Moon á, tổng thống Hàn Quốc đó, ông Moon được nhiệm kỳ trước đó, ông ở đây nè, nhưng mà bây giờ tới ông Yoon đó thì ông đã đội chuyển đi chỗ khác rồi. Cho nên đó là bây giờ không có tổng thống nào ở đây hết đó. Ông Yoon thì ông đã chuyển đi cái chỗ khác, còn ông Moon đến thì hết nhiệm kỳ. Phía ngoài rất là lộn xộn lu bù. Nhìn thấy em họ đây, khi mà bước vào dinh của tổng thống Hàn Quốc này thì phía dưới cái chân của mình nó phải đeo cái bao giống như là bao đôi giày của mình lại vậy đó, và cả nhà ơi, mới được đi vào. Còn có ông sẽ không cho mình vào đâu, bởi vì người ta sợ dơ. Phía dưới toàn là thảm nốt thảm đỏ. Nhìn rất là sang trọng nha cả nhà. Từ đèn và tới phòng. Và cái khu vực này nè thì để cho nhà báo đồ họp hội rồi đó cả nhà. Mỗi lần lên truyền hình mà mình nhìn thấy đó ha, thì chỗ này là để cho nhà báo ký giả đồ đó người ta quay á. Cái khu vực này rất là rộng luôn. Trong phía chỗ mà nhà khách đó thì chỉ có bao nhiêu đó thôi à. Bây giờ thì em sẽ đi xung quanh cái dinh của tổng thống Hàn Quốc này để mà tham quan. Và hiện tại thì mọi người cũng đi phía trước rất là đầu.
em cũng nói đuôi theo những con đi trước để mà coi đi xung quanh cái dinh tổng thống này là như thế nào. Và đây cũng là lần đầu tiên mà em tới đây. Bây giờ mình ra ngoài rồi, mình phải bỏ cái miếng này ra. Hiện tại thì em đã bỏ trong lòng trong rồi. Người đông lắm, ai cũng vào đây để mà tranh thủ với nó để chụp hình. Ở đây, đây là bàn làm việc của tổng thống. Vào đây á, có cái mùi thơm lắm này cả nhà, giống như là loại vũ trầm vậy đó. Cô bàn ghế như là lại gần thơm lắm. Đúng rồi cả nhà ơi, cô bàn ghế như là thơm lắm, giống như là thơm cái loại mùi của trầm hương vậy đó. Bàn ghế rất là nhiều cả nhà ơi. Và đây là những người vợ của những tổng thống trước. Và đây, đây là bàn ăn, phòng ăn của tổng thống. Trong đó có tivi nè, và có bộ bàn ghế. Tổng thống Hàn thì ăn uống ngủ nghe thì rất là đơn giản, không có phức tạp. Các bạn có thể tìm hiểu tham gia một cái đồng hát chim chim. Và đây là gia đình của tổng thống nè, ở căn phòng này đơn giản lắm cả nhà ơi. Tổng thống Hàn Quốc đó thì gia đình đó ở đơn giản, phòng ngủ cho cả gia đình của mình, nếu mà con vợ có con
chia ra từng phòng nha, phòng ăn riêng rồi phòng ngủ đi, nhưng mà nguyên cái khu này là rất là lớn luôn, mỗi một phòng đều khác nhau hết. Và đây là phòng tóc cho tổng thống và tóc cho vợ của tổng thống. Khi mà mình trang điểm hoặc là mình búi tóc gì đó, ra ngoài đi gặp khách hoặc là lễ hội đồ hòa hợp. Đã chuyển đồ đi hết rồi, cho là đây thì chỉ là những dụng cụ còn sót lại thôi cả nhà, chưa có chuyển hết. Và đây là phòng của tổng thống ngủ nha cả nhà. Quần áo và đây khu vực phía sau của dinh tổng thống, phòng ngủ, phòng ăn và phòng làm tóc. Em đã quay hết cho cả nhà mình xem dinh của tổng thống như thế nào rồi ha. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video này. Bye bye cả nhà. Bye bye.